đang phải làm 2 điểm số nữa thôi. Tiền thưởng lần này không cao đâu mọi người ạ. Ôi, có hỏi thiệt chưa? 39, đúng cầu lắm mà chưa? Đánh kia like đi. Rồi, em mở like rồi. Lệ cái xe đầu tiên. Ngao cứ đẹp luôn. Đã được bắt đầu rồi mọi người, nếu muốn xem anh Thiệp thi đấu thì mọi người có thể... Xin chào người xem đầu tiên. Hôm nay Khánh Huyền Nguyễn đi theo anh Sơn Hùng để livestream giải Simutra. Đây là trận đấu giữa Võ Bảo Thiện và tay vợt bên kia là tay vợt người Đài Loan thì phải. Tỷ số đang là 11-19 nghiêng về nhưng về bên Võ Bảo Thiện rồi, tỷ số 20 rồi, 20-11 rồi, Thiện vừa ăn điểm. Kết thúc với tỷ số 21-11. Điểm số 21-11 cho tay vợt Võ Bảo Thiện. Bây giờ anh Hùng không tham gia giải này ạ. Anh Hùng đi livestream rồi. Livestream để thể mang đến cho mọi người những trận đấu hay nhất. Võ Bảo Thiện và tay vợt đến từ Đài Loan. Kết thúc xếp đấu thứ nhất. Giờ hai tay vợt đang nghỉ để chúng ta sắp bước vào xếp đấu thứ hai. Sân bên này chính là tay vợt Đài Loan và sân bên kia là Võ Bảo Thiện Canada. Đó, anh Hùng đang live bên góc bên trái của Huyền nha. Và tay vợt đến từ Nhật Bản, tay vợt. Đúng rồi ạ, quần trắng áo xanh chính là anh Thiện Võ. Và bên đây là tay vợt người Đài Loan. Tay vợt bây giờ đang là tên tuổi, tay vợt hàng đầu của cầu lông thế giới đã từng thi đấu tại SEA Games. Mọi người hãy chờ xem xét đấu thứ hai giữa Võ Bảo Thiện và tay vợt nào đấy Huyền không đọc tên được. Okay, cảm ơn mọi người chọn tên nào cũng được nhá. Đúng rồi, Watanabe chính xác, cảm ơn em Thành hỗ trợ. Watanabe cũng đã từng vô địch SEA Games như ở đội đôi nam nữ. Bây giờ chúng ta giành rất nhiều các thành tích xuất sắc tại giải thi đấu. Giải này đến mấy giờ nhỉ? Ok, trận đấu thứ hai bắt đầu. Cười đây Huyền. Dạ. Đây, góc quay siêu đẹp đấy. Tôi cứ để hai góc quay cho mọi người. Ao. Không phải sân. Điểm số đầu tiên trận đấu thứ hai dành cho tay vợt. Điểm số đầu tiên dành cho tay vợt Đài Loan. Chúng ta xin đỗ. Mai ạ? Mai là theo lịch là 9 giờ ạ. Theo lịch là 9 giờ sáng bắt đầu đánh. Còn từ 12 giờ đến 2 giờ chắc là sẽ nghỉ giữa trưa. Giải quốc tế thì sẽ giờ giấc nó phải chuyên nghiệp. Vâng đúng rồi ạ, nhà thi đấu Tây Hồ. Ở đây đang đánh ở nhà thi đấu Tây Hồ. Hello Giang Thanh. Mọi người chia sẻ livestream cùng Huyền nha. Tỷ số 2 đều.
ngoài sân chỉ nhà thi đấu ở đường nào, hai nhà thi đấu ở đường nào nhỉ? Nhớ tiếp tục chia sẻ like chứ không hả? Dạ không, có học không đánh giải này rất hay. Một pha đập cầu khiến bên đây không thể nào đỡ được. Xét một là sau một Võ Bảo Thiện thắng với tỷ số 21-11. Giờ đang là set đấu thứ hai với tỷ số 4-3 nghiêng về tay vợt người Đài Loan. 3-4. Võ Bảo Thiện bất cờ. Đường Sơn La. Em chị ơi, đi ké anh Hùng ạ. Anh cứ lên ạ. Ui, ui, không còn nữa. Pha thủ cầu khá là hay. Nhưng mà đến pha thủ cầu thứ hai thì lại không đỡ được nữa. Ui, cầu ngoài sân. Huyền bình luận không được chuyên nghiệp lắm nha. Thế nên là mọi người có gì bỏ qua cho Huyền nha. Đây là trận đơn nam giữa Võ Bảo Thiện và tay vợt người Đài Loan. Cũng là một pha vợt người đập cầu. Nhưng cầu ngoài sân, đáng tiếc. 5-6. Cho biết là nó là chiếc 598 cầu trong sân rất nhanh. Tôi chủ yếu quay trận cầu chứ quay mặt em làm gì anh Thủy Đói. 7-5 tay vợt người Đài Loan phát cầu. Rất khéo léo. Ui, và đập cầu nhưng ngoài sân. Ok, mọi người đi vào anh kiểm chỉ 6, mọi người đi vào anh kiểm chỉ 8. Thôi thì mọi người hãy lên Google để tìm hiểu xem. Hiện tại thì không xác định được thông tin nào chính xác cả. Ui, cầu ngoài sân. Trên cầu ra ngoài, bây giờ chính từ sân đang đánh đơn nam. Ui. Ui. Tỷ số 8 đều. Võ Bảo Thiện bắt cầu. Hiện tại anh Hùng đang ở bên phía góc trái đây livestream trận này nhỉ. Nhưng mà Khánh Huyền có được một cái góc quay tốt hơn. Ui, một pha thủ cầu rất khó. Pha thủ cầu. Trang bom, ở đây nè, ra trang Google rồi đúng không? Đó là
118. 118 nhưng mà bảo thiện. Ở xét đấu thứ nhất thì bảo thiện đã giành chiến thắng với tỷ số 21-11 nha. Và ở xét đấu thứ hai này thì bảo thiện vẫn đang dẫn trước với tỷ số 118. Huấn luyện viên tay vợt Đài Loan đang góp ý cho vận động viên của mình. Trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới nha. Ít điểm cho bảng cầu lông thế giới. Chung kết sẽ đánh mình nhiều hơn. Trần Dũng. Mota năm ngoái đánh ở đây và vô địch. Năm ngoái Mota đánh ở đây không có ai chịu nổi cả. Và bây giờ thì Mota là số 1 thế giới rồi. Thì là tùy câu chuyện quay mặt Sukucha đánh nữa. Trận đấu được tiếp tục. Điểm cho Võ Bảo Thiện. Và cầu ngoài sân điểm 29 cho Võ Bảo Thiện. Ok, trận đấu với Kenzo Momota thì em đã từng xem rồi, nhưng mà chính như giải đấu lớn cũng phải là Việt Nam. Bởi vì Kenzo Momota thì đấu duy nhất một lần tại Việt Nam tại giải chúng ta năm ngoái. Rất kiểu đó. Rất tốc độ và uy lực. Rất nhanh. Và rất kiểu. Và đập cầu của. Và đập cầu vừa rồi đã ghi một điểm cho anh Thiện. Bây giờ là tỷ số là 13-9. Anh Thiện bắt ô tô lên Hà Nội xe cho anh Cương Đức này. Anh Kỳ Đỏ này. Anh Kỳ Đỏ có xe ô tô sẵn thế rồi. Chỉ việc phóng lên đây thôi. Đúng rồi mọi người, hiện tại anh Thiện đang khoác áo đội tuyển cầu lông Canada nhé. Đang khoác áo đội tuyển cầu lông Canada luôn mọi người. Việc chúng ta xuống phần 13 cho thầy vô địch Đài Loan. Võ Bảo Thiện vẫn đang dẫn trước. Bắn trượt, chúng ta bắn trượt Võ Bảo Thiện gần như là không có được. Cầu trong sân. Momota đỡ được. Pha vận sườn rất là và bạn Sơn đập cầu rất là uy lực. Tại một người Đài Loan không thể được đỡ được. Là bằng 1 nick ạ, 1 nick chung. Em like mà là bằng hai máy khác nhau ạ. Nhưng mà cùng là 1 nick quá nhiều luôn. Ui và đập cầu. Này. Hello Hà Huyền Trang. Xe đi, xe đi. Xe để cho tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng, có thể theo dõi được trận đấu. Hôm nay không đi học à? 11-15, có bảo Thiện vẫn đang dẫn trước 4 điểm. Còn có thể trận đấu này sẽ kết thúc trong 2 set để chiến thắng dành cho Bảo Thiện của Canada. Ui. Và bay người rất tốt. Bay người và đã đỡ được. Rất tiếc. Thật là rồi. Tỷ số 12-15. Tay vợt người Đài Loan phát cầu. Và hiện tại là Võ Bảo Thiện đang khoác áo của đánh khoác áo của Canada là mẹ ơi. Là thủ vào thứ hai đã giành được một tay vợt người Đài Loan. Part 1, Nancy Go, Quinty Patience, match number 4, Muhammad
Febriosia, Indonesia versus Techisivakuma, India. Umpire Nguyen Công Hương, Việt Nam. Servages huge and new. Part 2, Mexico, qualifications, match number 5, Roman Chiaria Ari Kuribawan, Indonesia vs. Chaya Sisamasen, Thailand, Ampai Pak Thanh Chi, Vietnam, Servages Ayas Amin, Bangladesh, sân số 2, đơn nam trận đấu số 5, Nomania Charia Ari Kuniawan, Indonesia, thi đấu với Chavasit Sukhasen, Thái Lan, trọng tài chính Phạm Thanh Trí, Việt Nam, trọng tài giao cầu Ayas Ami, Bangladesh. Top 1, men single, qualifications, match number 4. Muhammad Fabrizia, Indonesia versus Techisivakuma, India. Umpire Nguyen Công Hương, Việt Nam. Servages Huge Aminu, Bangladesh. Sân số 1, đơn nam. Trận đấu số 1, Muhammad Fabrizia, Indonesia. Đấu với Techisivakuma, Ấn Độ. Trọng tài chính Nguyễn Công Hương Việt Nam, trọng tài giao cầu Huge Aminu Bangladesh. Hiện tại trên sân là 4 trận đơn nam. Lúc Nguyễn đến thì là như là gần hết đôi nam nữ rồi. Đôi nam nữ và đôi nam. Giờ có vẻ như là đơn nam đến lượt trận đơn nam. Vậy như là huyền mình bạn không được hấp dẫn như hai chú bắt đầu. Từ 600 người giờ xuống còn 300 người thôi. Ui. Điểm 18-16 Võ Bảo Thiện phát cầu. Rất tỉnh táo. Ngoài sân có vẻ như là cầu vợt Đài Loan lỗi quên cầu ngoài hơi nhiều. Phải sang chưa quen sân nhá. Lại ngoài sân. Lại là pha cầu ngoài sân đến từ tay vợt người Đài Loan. 20-16 rồi. Đây là set. Ui. Điểm số cuối cùng. Chiến thắng dành cho Võ Bảo Thiện, điểm số 21-16. 21-16 Võ Bảo Thiện chiến thắng rồi. Rất xứng đáng. Trận đấu. Trận đấu thứ nhất 21-11, trận đấu thứ hai 21-16. Ok, cảm ơn. Tấn Bình đã tiến lên 16 giờ. 6:30 tối đánh như vậy rồi. 6:30 tối đánh. Tất cả hôm nay Hoàng Tấn Bình thì sự điều cũng chưa xem. Anh có fanpage của em nha, fanpage của anh gần người mình thích nha. Fanpage của anh có rất nhiều người theo dõi. Mọi người giúp cũng chia sẻ lên cùng rồi. Em kết thúc nha. Kết thúc nha. Ok, xin phép mọi người sẽ kết thúc live stream này rồi. Mình sẽ chuyển sang sân khác. Chào mọi người nha. Vừa rồi là kết thúc trận đấu giữa Võ Bảo Thiện và tay vợt người tay vợt người Đài Loan và Huyền sẽ xem cái trận đấu nào hay nhất để có thể phát lại phát live cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người.